Rồi, chào mọi người nha. Em lên hai cây tiếp theo. Đây, đầu tiên là một cây Makita E28. Nghĩa là chắc nó tầm khoảng 28cc Makita nha. Mô hình Makita nha. Chính hãng nha. Còn địa Nhật nha. Tương đối ok, làm nó chắc là 35, làm jean nói luôn nha, làm jean Makita luôn đó nha, làm jean lưỡi jean nha. Con này về cách gốc bao phê, con này nặng chắc tầm 3,5 kg. Về dọn là nổ thôi nha, hơi hám đầy đủ, thấy rất là ok nha, nên là về là dọn là nổ thôi. Đó. Con này cắt sướng nha, nòng Makita nhưng mà là nòng nằm, Makita nòng nằm cắt rất là sướng đấy, làm nó cũng không có nhỏ mà cũng không có to, cắt rất là ok. Mấy anh em hỏi em ấy thì cách cà phê đồ gọi cho em ấy thì mấy anh ấy lên xem clip này và mua những con như thế này nha. Đó. Em. Khá là ok. Mua về dọn nổ chạy dùng cũng rất là ok, lại rẻ tiền nữa. Lâu lâu mới có một dịp mà là về lô rẻ như thế này thì em sẽ bán rẻ, lô đắt thì em sẽ bán đắt. Tùy lúc thôi, chứ không phải hôm nay thấy con này bán giá đó, cái khoảng một thời gian sau thấy em cũng có cây này, cái em bán giá cao hơn, cái bảo sao lần trước bán rẻ bây giờ bán đắt vậy, thì em nhập đắt phải bán đắt thôi chứ chẳng lẽ giờ em nhập đắt em bán rẻ sao em lỗ chết sao. Nhưng mọi người thông cảm nha, mọi người cũng hiểu rồi, chơi cái thứ hàng này không phải là hàng mới đâu, nó có một giá, mới thì nhập ở hãng đồ gì đấy nó có một giá chứ con. Hàng chơi hàng này là lúc lên lúc xuống, không nói trước được, nên là tranh thủ cái lúc mà hàng hàng rẻ thì mình nên đầu tư để nhà mình dùng ha, nên đầu tư để nhà mình dùng. Rất là bền nha, vỏ là vỏ sắt nha, con này vỏ sắt chứ không phải vỏ nhựa nha, vỏ sắt vỏ nhôm gì đấy, đây là nhựa thôi, vỏ sắt vỏ nhôm là rất bền đó nha, chứ không phải như mấy con vỏ nhựa đâu. Đây vỏ mica này, mica Nhật cứng này. Con này là một con Komatsu nha. Cái video kia là con Komatsu nồng đứng, nhưng mà con này Komatsu nồng nằm. Nồng nằm thì cắt rất là bền nha. G310AV nha. Đó, Komatsu này. Geno. Đó, Geno làm gì đó cũng là Geno này đó. Đó. Nhưng mọi người làm con này chắc 25 hay 28 gì á, con này rất là khá nhẹ nha, không phải nhẹ là nó không ngon, nhẹ là nhu cầu của nó là nhiều cách tỉa cành hay như thế nào đấy nha. Ngoại hình nội thất nó như thế này đó, chưa vệ sinh kỹ đâu, mọi người vừa vệ sinh thêm bên trong. Giật coi thử có hơi hám không nha. Đó. Đó, con này dọn nổ rất là nhanh, nghe không? Kiểm tra xăng lửa đó, dọn nhổ rất là nhanh, tốn bao nhiêu tiền đâu, mấy con nhỏ nhỏ này chắc 100-200 nghìn chứ mấy, tùy thôi, tùy thỉnh thờ nó ác hay không ác thôi. Nó ác thì nó lấy cao tiền, mà nó không ác thì nó lấy đúng tiền đúng giá. Nên em tình hình em có hai cây đó, nên mua hai cây này đi, cây nào cũng nên mua đó, tại vì đợt này nó rẻ, nên là anh em cứ đầu tư, tại vì khi mà mình mua mấy con mini á, mình cắt tỉa cành hoặc là cây nhỏ rồi á,
cầm đi nó tiện, nó gọn, nó nhẹ nhàng. Còn ví dụ mình muốn cưa cái gốc to hơn thì mình sẽ mua cái loại loại bự làm lớn, công suất lớn. Dạ alo. Tim màu vàng, cái hai con giống nhau nhưng mà một con tim vàng, con tim trắng hả? 750 hả? Dạ bán cả hai luôn rồi anh ơi. Dạ. Thì tầm em đang lên. Ủa mà nhau có nhiều anh sao không xem được video mới mà thiệt lâu nửa tiếng sau nó mới xem được video mới ta? Em cũng không hiểu. Nhiều anh thì xem liền được mà nhiều anh sao không xem được, không biết là cái YouTube của mọi người cập nhật nó không có nhanh hay sao á. Mọi người thường thoát ra rồi mọi người cập nhật lại thôi sao nha. Nhiều anh xem, nhiều anh đã muốn chốt rồi lại chốt sau người ta là tại vì xem không được video, lúc xem thì người ta đã chốt xong rồi nha. Rồi chào anh em nha. Dạ alo, quên chưa nói giá hai con này, thì hai con này là tương đối ngon nha mọi người. Này mây da ba nè đó nha, xin lỗi nha, con này rất là tuyệt vời nha, nên là mọi người chốt nhanh nha. Thì hai con này ấy giá em bán là 800 nghìn một con nha, hai con này 800 nghìn một con. Số điện thoại của em là 0978 937 305 nha mọi người. Thường thường tại vì nay người ta sử dụng internet banking người ta chuyển mà nhanh lắm, nên mọi người nói chung là thời buổi công nghệ rồi mọi người nên biết một chút về công nghệ đi. Ngân hàng thì nó mình thời buổi nay đâu ai sách cứ đụng mua gì cũng sách tiền mặt ra ngân hàng chuyển khoản, vừa bị ăn cướp vừa thế này. Nói chung là mình chuyển khoản bằng internet thôi cho nó nhanh gọn, mua dễ mua hàng nữa. Rồi chào mọi người nha, chúc mọi người mua được hàng.